Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Quang Trung đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung rất là nhiều. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã có thể được chơi cái phiên bản mới của bộ môn Auto Chat anh em nhé. Đấy, update nó đã diễn ra được một ngày rồi. Lẽ ra là ngày hôm qua nó sẽ phải có video, nhưng mà ngày hôm qua thì tôi đang bị ốm nên là cái giọng của tôi nó không được ổn cho lắm. Khi mà làm video mà đang nói chuyện ấy lại có những cái tiếng khục khặc thì sẽ gây rất là khó chịu cho các anh em xem. Đấy, chính vì thế là hôm qua tôi nghỉ một ngày để dưỡng sức. Đấy, hôm nay thì họng hết các thứ đã ok rồi, nói chuyện nó đã đỡ đau họng thì tôi lại làm video tiếp anh em nhé. Đấy, và video này nó là cái video đầu tiên ở trong beta mới. Trước đây ở trong những cái video trước tôi đã chơi meta mới rồi. Tuy nhiên là đó mới chỉ là những cái clip test, những cái clip mà chúng ta chưa có gặp các cái đối thủ ở mức rank cao. Đấy, những trận đấu kịch tính thì là chưa có, mà đấy nó chỉ là đánh test với máy thôi, chưa thể nào mà có thể đánh giá trực quan được xem là thực sự cái sức mạnh của bộ Saman nó có mạnh như chúng ta nghĩ không. Đấy, hay là đấy nó chỉ là tưởng tượng. Thì hôm nay ở trong cái meta mới đấy nhá, bắt đầu là video đầu tiên tôi sẽ làm Saman luôn anh em nhá. Đấy, và ở trong cái trận đấu này chúng ta sẽ chơi luôn cái con Saman Fake nha anh em nhá, cái bộ Saman Fake, để xem là liệu rằng nếu mà chơi Saman Fake thì nó có ok không. Bởi vì anh em cũng biết rồi đấy, bây giờ chơi Saman hàng real ấy, kể cả là 4 Saman nó cũng rất là khó chơi. Ngày trước anh em chơi 4 Saman nó rất là có sẵn cho anh em. Anh em có thể kiếm được 4 con Saman hàng real, anh em cho vào và anh em kết hợp với cái bộ mết chơi rất là ok. Đấy, lên level 8 là kẹp được cọc vào là rất là ok. Nhưng bây giờ thì nó khác rất nhiều anh em nhá. Bây giờ nếu mà anh em muốn chơi hàng real thì là anh em bắt buộc anh em phải câu được ra cái con gấu Saman. Đó, mà để mà câu ra con gấu Saman thì bây giờ là khó vô cùng nha anh em nhá. 6% câu ra con gấu Saman, khi mà anh em chỉ có một gấu, tỷ lệ ra gấu nó sẽ là 6%. Tuy nhiên đấy là tỷ lệ ra gấu anh em nhá, tỷ lệ ra gấu. Còn để mà ra được cái con gấu Saman ấy thì cái tỷ lệ của nó là phải chia 5 nữa thì nó mới ra được con gấu Saman. 6% chia 5. Đấy, bởi vì chúng ta có 5 con gấu mà, đúng không? Chia 5 ra thì cái tỷ lệ của nó còn có hơn 1% là ra gấu, tỷ lệ rất thấp. Và anh em cũng biết là ở trong cái những cái trò game ấy mà tôi test ấy thì kết quả khi mà câu gấu từ round 2 là bắt đầu bỏ gấu vào rồi, và câu đến round 21 mới ra được một cái con gấu và nó không phải là gấu Saman. Đấy. Và nếu mà anh em có cái ý định chơi gấu Saman ở trong cái meta mới này thì tôi khuyên anh em một câu chân thành luôn là anh em đừng chơi. Tôi nói thật với anh em là cái điều đấy, anh em đừng chơi nhá. Anh em chơi là anh em coi như anh em là toang đấy. Hãy để tôi làm cái điều đấy cho anh em nhá. Tôi là cái người mà sẽ là làm những cái điều mà anh em không làm được. Anh em có thể lên trên kênh anh em trải nghiệm. Đấy, quá tuyệt vời đúng không anh em? Anh em không câu được ra gấu Saman, ok, để tôi câu cho. Quá dã man luôn anh em ạ. Rồi, đây là tôi thật, đây là sự hy sinh của một người làm content thôi. Chứ còn nói thật, để mà làm cái content cái dạng này đúng là trả giá bằng thời gian cũng như là sức khỏe, thề. Dã man. Nhưng mà nói chung là câu được thì câu, không câu được thì chơi fake nha anh em nhá. Đấy, thì chúng ta đến với một cái tùy chọn thứ hai ở trong meta này. Đấy là không câu ra gấu Saman thì chơi fake. Mà chơi fake thì nó dễ hơn là chơi hàng real. Hàng real chơi 4 con là đã khó, chứ đừng nói là 6 con anh em nhá. 6 con thì nó lại phụ thuộc vào 2 con 5 đô nữa cơ. Đấy, nó khó lắm anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là chơi 10 trận. À không. Chơi 30 trận. 30 trận may ra anh em mới câu lổi ra con gấu Saman để mà chơi 6 Saman hàng real. Chưa nói đến là trong cái trận đấu đấy nó phải có con Storm Saman và có cái con mèo Saman, rồi anh em lại phải là coi như là ra cái con đấy nữa, và anh em lại còn phải sống sót để đến lúc ra cái con đấy nữa. Ui trời, nghe khó nha, nghe khó đấy. Đấy, thì thay vì cái việc là chúng ta chơi hàng real thì chơi hàng fake ở trong meta mới này, thì lại một lời khuyên nữa là nếu mà anh em có muốn thử chơi Saman ấy thì anh em lên chơi hàng fake.
nhá. Hàng fake kiểu dễ chơi, chỉ cần kết hợp hai con Saman thôi là chúng ta đã có thể chơi được hàng fake rồi nhá. Đó, còn hàng Ryu thôi tốt nhất là bỏ đi. Meta này bao giờ mà cái con Storm Saman nó xuống 4 tiền đấy, hoặc là nó ra cái tỷ lệ ra gấu nó nhiều hơn thì anh em hãy chơi. Còn tỷ lệ bây giờ là đâu đấy có hơn 1% tỷ lệ ra gấu thì làm sao mà chơi được. Tỷ lệ ít ra phải như ngày xưa ấy. Ngày xưa là nếu mà có 4 gấu vào thì tỷ lệ lên 30% ra là gấu ấy. Đấy, nó phải như thế. Chứ còn bây giờ có 1,5% đúng không? Không ra đâu anh em ạ. Anh em cứ tin tôi đi. Còn nếu mà các anh em mà đang xem mà đã câu gấu rồi đấy, thì anh em hãy confirm vào nhá, để anh em biết là cái hành trình mà câu gấu nó gian lan đến như thế nào. Nó phải nói là quá gian lan luôn. Thế thôi, tôi quyết định là chơi cái hệ Ryu mà không câu ra gấu ấy thì tốt nhất là nên chơi fake anh em ạ. Mà chơi fake thì xác định luôn là không cần Storm Saman, không cần mèo 5 đô luôn anh em nhá. Đấy, tự chơi thôi, không cần mấy con đấy luôn. Chúng ta có thể dồn đồ cho con tư tế. Tư tế 4 tiền 2 sao thì nó có thể hóa ra 5 tiền 2 sao. Rất là ok. Cái quan trọng là những cái món đồ của nó được nâng cấp lên một cái tầm cao mới ở cái giai đoạn giữa game thôi. Những cái món đồ xanh dương nó sẽ biến thành món đồ cam, lúc đấy lợi thế nó sẽ rất là lớn. Trận này thì nói chung là bài nó cứ hơi phèn phèn anh em ạ. Kiểu như là phải đánh nó phải eco. Lúc đầu thì cũng không có ý định eco đâu. Nhưng mà xong rồi cuối cùng là chả có con nào lên được 2 sao luôn. Anh em nhìn thấy ở đây tôi có 3 cặp luôn. 4 cặp rồi. 4 cặp không còn là lên 2 sao chịu thôi. Lúc này thì chúng ta cũng không thể khô máu rồi. Bây giờ chỉ có đánh lên level 7 xong rồi roll level 7 thôi. Anh em ạ. Ok. Đấy, cứ đép được quái là tốt rồi, là có đồ. Thực ra chơi Saman thì những cái món đồ này nó cũng chả quan trọng. Anh em ra đồ xấu anh em vẫn chơi bình thường, không quan trọng đâu. Đồ này xong rồi tí nữa là nó biến sang thành đồ đồ tím với cả đồ xanh dương hết mà. Ok, con này lên 2 sao à? Này lên 2 sao thì cũng chưa tự tin lắm. Random thôi anh em ạ. Rồi không chơi được cái gì cả. Tầm này một con 2 sao thì không làm ăn được gì rồi. Anh em nhìn đối thủ đi. 4 đỏ kẹp với cả một đống 2 sao này. Nói chung là không chơi đâu anh em ạ. Tầm này bắt buộc phải eco thôi. Eco là giữ được tiền. Mà thậm chí là giữ được máu luôn ấy. Chứ eco giữ được máu luôn ấy. Chứ bỏ bài vào bây giờ là có khi là bị đẩy nhiều máu hơn ấy. Không thắng được đâu. Cắn đen nhỉ, cắn một máu quá đen luôn. Cắn một phát một máu, một phát bốn máu. Không thể nào có thể đen hơn. Đấy, sẽ có những cái người chơi đỏ Metalith. Bộ đấy cũng là một trong những cái bộ mà khá là ngon đấy. Bây giờ là chắc chắn là chơi được. Do là ngộ không nó chỉ có 4 đô thôi, rất là dễ chơi. Đỏ Metalith là chơi được nhá anh em nhá. Kick Wizard. Đen thật. Saman bây giờ mới ra được có 3 con nhưng mà toàn 1 sao. Defector không ra luôn. Kiểu yếu yếu như này là có khi là tôi phải roll ở 7 luôn ấy anh em ạ. Tôi 1 hình như là cũng chơi gót đỏ thì phải. Trận này có 5 rồng đúng không? Thằng này chơi giống mình đấy. Ô đúng rồi này. Vai 6 Saman đấy anh em ạ. Đây này, nó đây này.
Chơi 6 Saman hàng fake anh em ạ. Ôi, Kang đang có chuỗi luôn kìa. Đánh nó còn đánh chuỗi thắng nữa chứ lị. Kang thật đấy. Chết tôi rồi. Nó form một sớm ấy kia. Hỏng rồi. Form được con Evil Clyde. À không phải Evil Clyde đúng không? Con cây ớt Clyde đúng không? Dùng cây ớt Clyde để kích hệ. Khỏe thế. Tầm lấy ra 6 Saman đủ bộ thì càng ngỏ. Trước rằng 15 luôn mà. Đồ bây giờ là đối thủ có đồ tím rồi anh em ạ. Cầm đồ tím trên người rồi. Căng thật sự. Tôi thì lại quá yếu. Đau thế. Tôi nghĩ là lên 8 luôn anh em ạ. Lên 8 đi. Kiếm cho cái tỷ lệ cái con Grim ấy, tỷ lệ nó ra nó cao. Tôi còn đang sợ không đép được cái đao quái này. Có đôi khi là trong cái video clip này tôi cũng sẽ có một chút hắng giọng anh em nhé. Có một chút khự khự ở trong họng, anh em thông cảm. Vừa ốm dậy và thực sự là bây giờ là vẫn cố gắng để làm thôi, chứ còn hôm nay là vẫn chưa khỏi. Chưa khỏi hẳn. Đấy, hôm nay là vẫn còn đang hơi đau họng. Cả nhà bị anh em ạ. Thời tiết nó thay đổi. Bây giờ Hà Nội là bây giờ nó cũng lạnh lạnh rồi, chứ nó không phải như mấy cái hôm trước. Thời tiết nó thay đổi nhanh là dễ bị cảm cúm lắm. Anh em giữ gìn sức khỏe, đừng để giống tôi. Đấy, tôi ốm một cái là coi như là toang luôn. Các công việc bị đình trệ. Rồi thì lây hết cả nhà. Lây cho cả con, cả vợ. Ok, ui con này lên được 2 sao này. Sẽ đánh được rồi đấy. Ba mét này. Thế này chắc không phải Eco nữa đâu. Bỏ bài vào đánh luôn thôi. Mấy cái đồ này thì không rèn anh em nhá. Tôi chơi Saman thì không bao giờ tôi rèn đồ luôn. Anh em ạ, chơi Saman thì tốt nhất là cứ để nguyên đồ thôi. Thậm chí là còn không phải đổi đồ tím, đồ cam cơ. Chơi Saman anh em cứ để càng nhiều đồ càng tốt. Tí nữa vứt cho full các cái con Saman nó cầm đồ. Càng nhiều đồ thì càng khỏe đó. Nếu mà có đổi đồ ấy, thì đổi đồ xanh dương thôi anh em ạ. Làm nào mà càng giữ được nhiều đồ thì càng tốt. Chính ra là tôi cũng đủ 6 Saman rồi đấy. Nhưng mà toàn một sao chưa muốn cho vào. Ít ra là cái con lava ấy, nó phải lên 2 sao anh em ạ. Tí cắt chuỗi được. Mua hết Saman bây giờ cứ có bao nhiêu con thì mua thôi anh em nhá. Đấy, cho các anh em mà chưa xem những cái video clip trước, cứ có bao nhiêu con Saman thì mua hết. Rồi, dồn hết đồ cho cái con Defector đó. Đấy, Defector biến thành Phong Vũ kìa. Uy tín chưa? Đấy, anh em nhìn này. Phong Vũ ở đây là cầm 3 món tím. Cực kỳ khỏe luôn. Con này nó chỉ thua vì hết thời gian thôi. Chứ còn nó không bao giờ có thể bị giết chết được. Với nhiều những cái món đồ như thế. Ui, thua à? Round này vẫn thua. Mà dù đủ 4 Saman rồi nhưng mà con này trâu quá anh em ạ.
bắn nó không mất máu luôn mà. Không sao, ra này lọt ít thôi. Ok, chúng ta vẫn giữ được cái chuỗi. Bom, bom được, bom này được đấy. Kết hợp với một con tướng co cầm đồ và mấy cái con xung quanh nó gây được một cái lượng đam nữa thì nó rất là ok. Chúng ta cần phải có thêm những cái đam phụ anh em ạ, chứ còn cái bọn Saman nó không đủ đam đâu nhá. Trong cái bộ này thì kẹp thêm mấy cái con mà gây đam AoE là ok nhất. Kiểu như Thunder này, bom hay già ấy. Đấy là những con mà có thể là phụ đam được. À ôi giời, kia gì cơ? Anh em này chắc lại là fan ở trên kênh rồi. Chuẩn luôn. Anh em chỉ có anh em hiểu tôi. Chính xác là Saman rồi. À, cái bộ Saman này có cái quyển sách là nó cũng không gọi được ra đệ đấy anh em nhá. Anh em vừa thấy đấy. Đây rồi. Đấy, có tướng 4 đô rồi. Tướng 4 đô này sẽ rất là khỏe. Chúng ta có thể lấy tướng 4 đô này cầm đồ. 4 đô nó sẽ biến ra là tướng 4 đô 2 sao. Nếu mà anh em sử dụng một cái con tướng 4 đô 1 sao. Đấy, hoặc nó có thể là biến ra được là tướng 2 đô 3 sao. Còn tướng 3 đô thì nó sẽ không biến đâu. Con này nó có thể biến ra được là tướng 2 đô 3 sao thôi. Chỉ cần một con 4 tiền 1 sao vào là có thể biến được thành 2 đô 3 sao rồi. Và cầm đồ thì cũng rất là ngon. Ngon nhất là biến thành con súng hoặc là biến thành con cung đen. Đấy, con này thì có vẻ hơi yếu một tí. Nhưng mà nói thế thôi chứ nó cạp cũng đau phết đấy. Thắng rồi. Đây rồi. Có Grim chúng ta sẽ bỏ được một cái slot. Slot đấy sẽ cho con gấu vào làm tăng cơ phía trên anh em ạ. Bộ này nó thiếu tăng. Nó không có cọc, nó không gắn cái cọc vào nên là chúng ta phải chơi kiểu này. Khiêu cái thằng kia chuỗi xanh không kìa. Đánh qua ở round 20 luôn. Xanh đấy. Hy vọng là nó qua đây tôi có thể cắt được chuỗi của nó. Mặc dù là tôi cũng không biết là cái đội hình như này có cắt nổi không. Chắc là cái con tư tế nó phải lên được 2 sao thì may ra. Nhưng mà cái tỷ lệ ra được 2 sao nó cũng dễ thôi. Tôi đã có sẵn cái quả trứng ở đây rồi. Ra một cái đã đập luôn. Sợ nhất là biến thành một con 2 đô 3 sao giống như kiểu cái con God of Light này. Rất yếu. Nó có thể là một con Lula. Con Lula cũng hay. Lila cũng khỏe. Mấy con co đánh tay là nếu mà nó biến được ra thì khỏe. Khỏe cực kỳ luôn. Còn nếu mà nó biến ra mấy con support thì nói chung là cũng hơi lạ. Support nhưng mà lại cầm đồ lại gây đam thì cũng không biết là gây đam được không. Nhưng mà mấy cái con tướng co đánh tay ấy, mà cầm đồ thủ ấy, thì cũng khá là toang ấy. Nói chung cái bộ này nó khá là đỏ đen. Cái bộ này nó rất là hợp với các anh em mà chuyên bộ môn thần số học ấy. Ok. Đồ thì cứ Saman và tống thôi anh em ạ. Bộ này thì không được kẹp được cọc. Có một vài anh em có chơi và nói với tôi là chưa kịp hóa thì đã chết hết Saman rồi ấy. Thì là bởi vì anh em không có cái con tăng cơ phía trên. Tôi khuyên anh em là lên có một cái con gấu hoặc là một cái con cây. Con Warcraft set ấy. Nó đứng ở phía trên để nó chắn đòn cho một chút. Và ở phía dưới thì anh em nên có là một con dơ so để có thể tăng mana được những con Saman. À, chứ gót đỏ à? Gót đỏ bị đấm nó sấp mặt này anh em này. Nhưng mà tôi lại hết giờ mất rồi. Hết giờ lại thua anh em ạ. Có
có vẻ như cái bộ này nó không chơi được cái bộ đỏ. Bởi vì cái thời gian của bọn đỏ nó câu rất nhiều thời gian anh em ạ. Thôi chắc là phải roll thôi anh em ạ. Cố gắng kiếm mấy con thị vệ lên 2 sao đã anh em nhá. Đây rồi. Cái tầm này là cái tầm phải đi đẩy của nó anh em ạ. Nếu mà chúng ta không tận dụng cái khoảng thời gian này mà chúng ta gia tăng sức mạnh ấy thì là muộn đấy. Tôi xả tiền tôi kiếm tiếp Saman. Đen nhỉ. Chú quỷ này. Nhưng mà thôi, chuyện này tôi muốn test Saman anh em ạ. Tôi muốn test ở trong cái hệ mà chơi với cả người thật. Chú quỷ này thì bây giờ nhét vào xong tí lại chuyển về ấy à. Chuyển về Witcher. Tôi nghĩ là thôi. Thứ tôi muốn chơi bây giờ là nó chính là cái bộ Saman Fest. Để test xem là nó thế nào đã. Cắt chuỗi luôn này. Đấy, khi mà chúng ta biến chuẩn thì là chúng ta sẽ cắt chuỗi được thôi. Biến được ra 4 đô 3 sao. Nhờ con tướng 4 đô của tôi là lên được 2 sao rồi. Bom 2 không? Rồi, tôi không muốn khô máu anh em ạ, từ từ đã. Con tư tế của tôi bây giờ nó là 2 đồ cam rồi đấy. Nó khỏe lắm rồi đấy. Ôi, ra gấu xin luôn mà. Quá wow, ok. Bây giờ mấy cái con gấu nó chuyển sang 4 tiền thì chơi cái bộ Saman nó cũng khó ra gấu hơn anh em ạ. Nó sẽ phải biến từ cái con gấu búa, à từ cái con tướng 4 tiền 2 sao mà nó ra. Chứ còn như ngày trước là mấy cái con gấu nó chỉ là cái con 2 tiền thôi. Thì biến ra gấu 3 sao rất là dễ. Nhưng bây giờ biến thì chắc là chỉ có gấu 2 sao thôi. Chứ khó mà có thể lên được gấu 3 sao. Bây giờ gấu 1 sao đã là 4 tiền rồi. Khó lắm anh em ạ. Như này đi. Con bom một con cho vào thôi. Phụ tí đam. Thực ra nếu mà để mà nói thì cái con Defector cũng có thể hóa được ra con bom một sao. Đấy, nhưng mà tôi không thích hóa ra con bom một sao. Nếu mà những cái con Defector này mà nó hóa ra được cái con ốc 3 thì nó rất là ok. Ốc 3 hoặc là Light Blade Light 3 ấy. Đấy, cầm đồ vào clear nhanh. Không biết tôi bây giờ có ổn không nhỉ? Nếu mà cần thiết là phải roll tiếp để con bom lên được 2 sao rồi mới lên được level 10 cơ. Phải dự đoán xem là có ok không đã. Bây giờ mà tự nhiên là 1-2 round nữa mà đánh chuỗi thua là có vấn đề là phải xả tiền luôn anh em ạ. Không lên được 10 đâu. Đây này, biến ra là con gấu 3 sao này. Ôi, gấu này gấu đá 4 tiền 3 sao thì quá quách rồi. Lướt một phát là bay màu. Kẻ chỉ cực đẹp luôn. Ui, đẩy 22 máu á. Đấy, Saman Fake rồi anh em. Phải nói là rất là ok luôn đấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ đập chính cho con Light Spirit thay vì con bom. Con bom phải đập sau anh em ạ. Light Spirit tí nữa nếu mà có mệnh hệ gì thì còn chuyển bài được. Đấy, anh em thấy là bây giờ tôi đang có 2 con full đồ rồi. Vì chúng ta không phải đổi đồ tím, đồ cam nên nó dễ thế đấy anh em ạ. Mà trận này cũng căng cơ. Trận này mấy ông ở dưới thế mà dai dẳng phết, chưa đi đâu. Nói chung là mấy cái đồ này đồ gì cũng được. Round này là round 25 thì thực sự là nó cho tôi đồ gì tôi cũng lấy thôi. Nó cũng chả quan trọng lắm. Bây giờ cái bộ này thì nó có quan trọng ở đâu? Bây giờ mà lấy cái đồ xanh dương thì chắc lấy cái gì? Lấy cái gương à? Lấy cái gương để cho con dưa so tí nữa nó cầm cho tăng mana nhanh. Ok.
lên 10 luôn được không? Chưa đủ tiền. Nếu mà lên 10 thì phải bán đi anh em ạ. Tôi chưa muốn bán. Đồ bây giờ nó đang hơi biến linh tinh. Tôi có một cái ý tưởng như này, không biết anh em có thể có được không. Đấy, mà được thì tôi có thể là tôi sẽ viết một cái bức thư cho nhà phát hành, điều chỉnh lại một chút. Bởi vì cái bộ Saman này này, những cái món đồ mà chúng ta ta sử dụng ấy, nó lại hóa nó rất là linh tinh. Đấy. Nhưng mà nó lại vẫn phải lấy đồ. Nó vẫn phải lấy đồ. Thì chi bằng là bây giờ là, mặc dù nó random nhưng mà random trong nó có khuôn khổ ấy. Ví dụ như là chúng ta mà chơi lấy những cái món đồ bắn trưởng đi, thì là khi mà nó hóa ra một cái món đồ cam ấy, hoặc là một cái món đồ tím ấy, thì nó cũng sẽ phù hợp với cái bộ bắn trưởng, kiểu như thế. Thì nó cái bộ Sama này nó sẽ được trọng dụng. Đấy, chứ còn bây giờ mà lấy đồ bắn trưởng xong lúc hóa phát ra toàn đồ thủ, hoặc là ra toàn đồ đánh tay, đánh cái kiểu gì. Nhất là nếu mà đồ dồn cho con già nữa thì thôi chịu. Trận này có thằng đỏ Metalist này. Thằng top bang kia thì cũng khá là kinh rồi. Sắp lên được 3 sao rồi. Càng ấy. Biến ra con ốc 3 sao quá là ok luôn anh em ạ. Được đấy. Khỉ rồi, đồ cho khỉ à? Metalit cũng chảy chật phết đấy anh em ạ. Đánh mà chết hết cả Saman rồi mới ăn được. Hề cảm giác như cái bộ đỏ khá là counter của Saman. Bộ này nó thiếu đam mà gặp bộ đỏ đánh đúng kiểu gãi luôn. Tạm thời thế anh em nhá. Chưa, tôi cũng chả biết làm nào đâu. Bây giờ mà roll ý, thì chỉ có thể đưa defector lên 3 sao này. Đấy, rồi kiếm bom. Nhưng mà tôi thấy hơi khó. Bây giờ mà lên 3 sao tự ra thôi, đừng để coi như là chính quyền phải động tay vào. Tự ra đi, tự ra cho Tuấn Cơm vui phát nào. Anh em nhở. Bây giờ là còn 3 con defector nữa. Nếu mà cần ý, thì là ba thêm 3 con tư tế nữa là ok rồi. Đấy, trên người con Medusa 3 sao bây giờ đang cầm rất nhiều đồ để tấn công. Ok. Cuối cùng là cũng chỉ là 3 con Saman này mà nó gánh hết anh em ạ. Và đến tận bây giờ luôn. Tao 28 đang có chuỗi thắng cộng 5. Mấy cái nhà kia sắp đi hết rồi. Nhưng mà tất nhiên là cần phải lưu ý một cái là cái bộ đỏ ấy của đối thủ chơi là càng về thấp thì càng khỏe anh em nhá. Càng những cái lúc mà nó chỉ còn 1-2 máu thôi thì chính là cái lúc mà nó mạnh nhất. Còn những cái lúc mà nó 100 máu thì là nó chả có cái tác dụng gì. Hy vọng là sẽ giữ chuỗi này được. Thằng này kết hợp gót với cả hấp óc à. Phế toàn tập luôn. Tôi từ từ đã, nhưng mà hình như nó dồn đồ cho con khác, nó không dồn đồ cho con cáo anh em ạ. Tôi cứ tưởng tiêu diệt được cáo là xong nhưng mà không phải. Ok. Rồi, đã có nhà ra đi. Light Spirit gánh thật sự. Mặc dù không có gậy bão đâu. Đồ thậm chí tôi không để trên người con Light Spirit cơ. Tôi chia ra đều những cái con Saman để cho nó khỏe. Cần thì là đổi cái đồ xanh dương thôi. Ừ.
hơi đen nhỉ, chưa lấy được cái blink nào. Tôi đang rất cần cái blink tăng tốc độ hóa của cái bọn Saman này. Nói chung là chơi Saman thì tốt nhất là nên lấy mấy cái đồ mana cho nó tung trưởng nhanh anh em ạ. Tung trưởng nhanh là chúng ta biến thành một con người khác với rất nhiều cái món đồ mới, có thể chấp hết tất cả các thể loại ở trong cái giai đoạn sau round 20 đến khoảng trước round 30 là vẫn rất là ok. Anh em thấy là tôi bây giờ tôi vẫn đang rất ok nhá, thậm chí đánh với gót đỏ này, đánh với gót đỏ mà đánh được nó luôn. Mặc dù gót đỏ vừa nãy anh em cũng biết đấy, nó khá là nhây. Nói chung là nếu mà để counter ở bộ Sama này thì cũng dễ thôi. Chúng ta biết được cái tính chất của nó là gì, là sau 20 giây nó sẽ biến mất. Thế đơn giản thôi, chỉ cần có một cái đội hình mà có cái con tướng co ấy, dồn đồ cho nó mà trụ được sau 20 giây thì là ok nha anh em nhá. Đấy, cứ trụ được sau 20 giây là ok. Saman mà sau 20 giây mà không giết được người thì phế luôn. Bởi vì đồ là nó ở trên người con Saman là sẽ mất hết sau 20 giây anh em ạ. Chính vì thế là tôi cũng mong muốn là những cái món đồ ở trên người của những cái con Saman ấy nó phải phù hợp hơn với quân đội hơn. Kiểu khi mà chúng ta lấy cái đồ tăng mana ấy, thì những cái đồ mà sau đấy nó cũng sẽ là những cái món đồ biến ra bắn trưởng. Đấy. Còn khi mà chúng ta lấy đồ đánh tay thì lúc mà biến ra Saman cũng biến ra những cái món đồ đánh tay ở cấp cao hơn thôi. Đấy, thế được rồi. Còn hóa hình thế nào thì mặc kệ nó thôi. Hóa hình con tướng thì là hên xui, nhưng mà đồ thì cũng quy hoạch lại một chút cho nó bớt hên xui đi. Chứ còn đồ ra toàn mấy cái đồ nó lại còn trùng nhau nữa cơ. Sao lại toàn đồ thủ, toàn đồ phế thì không đánh nổi đâu. Bởi vì nếu mà Saman có đồ thủ vào người thì chắc chắn là sẽ có cưa với cả đối thủ sau 20 giây rồi. Và chắc chắn là thua. Nên là hay nhất thì vẫn là lấy đồ tấn công cho bọn Saman này. À, nhưng mà lấy đồ tấn công ấy thì có biết được đâu, có kiểm soát được đâu. Đến lúc mà mình biến ra nó lại không ra đồ tấn công, nó lại ra cái đồ phòng thủ cơ. Thế là bây giờ là mong muốn là sẽ được quy hoạch lại cái đấy một chút. Khi mà chúng ta lấy đồ tấn công thì có nghĩa là biến ra được cái cấp tấn công cao hơn. Khi mà chúng ta lấy đồ phòng thủ thì cũng thế. Thế thì người ta mới gọi là chơi Saman này nó mới ok được. Thế mà bây giờ anh em cũng thấy là vào trong mặc dù là meta mới rồi nhưng mà cũng có mấy khi mà gặp cái bộ Saman fake đồng, đúng không? Hai speed không dùng gấu à. Hai speed này bây giờ chỉ có lên 3 sao thôi. Mà lên 3 sao thì khó lắm anh em ạ, nhưng thôi. Tôi đang phân vân cũng lên đập trứng con bom không? Hay là để bom tự ra đi. Giữ quả trứng này cho con thị vệ. Đây này, cũng là Saman này anh em này. Đấy, ai tung trưởng nhanh hơn thì người đấy thắng thôi. Ui, nó thắng không? Khỏe đấy. Nói chung là chơi cái bộ Saman này, cứ thằng nào tung trưởng sớm thì người thắng. Đối thủ cũng chơi Saman fake nhưng mà lại dồn đồ cho khỉ anh em ạ, không dồn đồ cho Saman. Thế chấp nhận là đồ yếu hơn thôi. Nhưng mà sức mạnh đội hình thì nó lại khỏe. Hàng phía trên là khá là ok rồi đấy. Dường ngắn nhất là gặp thằng nào? Mà chuyển sang đỏ rồi anh em ạ. À đâu, không phải. Vẫn là 4 Saman nhưng mà kẹp với cả 4 Metalist cơ. Ây à, thế thì càng đấy. Không biết là cái lượng đồ này nó có gỡ nổi cho tôi không. Nó giữ nổi màu không đây? Đổi một cái món đồ xanh dương anh em nhé. Ok. Bây giờ có lấy gương thì cũng cho The Saw à? Thế thì hơi phí nhỉ. Thực sự là những cái lúc mà không biết chọn cái gì thì chỉ có random thôi anh em ạ. Nhưng mà nó cho tôi hai cái áo mưa. Thằng này không biết ăn được ai không. Thằng này chắc vẫn ăn được. Hai cái áo mưa thì không sợ thằng này. Ôi như này. Biến ra con AM khỏe thật sự. Xong rồi. Đi luôn không? Ui dồi, còn hai máu anh em ạ. Quả đẩy 28 máu cũng vãi đấy. Đấy, chơi thế thôi.
chỉ các con Saman vứt vào thôi, phù họa thêm mấy con để có thể tăng mana hoặc là gây thêm đam. Quá ok anh em ạ. Cái trận này thì bắt buộc là phải chơi kiểu fake này, không để chuyển sang được cái hàng Ryu. Nhưng mà nếu mà có những cái trận đấu mà có con mèo 5 đô ấy, thì chúng ta cứ chơi fake giai đoạn đầu game, đến khi nào mà ra được mèo 5 đô với Storm Shaman thì chuyển bài. Đánh rất là mượt luôn. Trong cái trận này tôi sẽ nuôi con tư tế lên 3 sao. Khi mà tư tế lên 3 sao ấy, chúng ta sẽ có một cái con tướng 5 đô 3 sao. Đấy, mà cái con tướng 5 đô 3 sao thì kiểu gì nó cũng mạnh thôi anh em ạ. Nó cầm 6 đồ cam mà nó là tướng 5 đô thì đánh kiểu gì cũng được. Chả ngán bố con thằng nào luôn. Tất nhiên điều kiện là cái con tư tế nó phải lên được 3 sao. Và điều kiện này nó cũng không dễ đâu. Bây giờ chúng ta có 4 con thôi. Thêm 5 con nữa khó phết đấy anh em ạ. 5 con 5, 4 là 20 rồi. Vậy là chúng ta sẽ mất là 20 tiền. Chúng ta chỉ roll được 2 cái thôi. Roll 2 cái thì sẽ không bao giờ ra đủ 5 con. Đó. Tiền này phải tích thêm một chút. Hay quá nhờ. Rao này ra con ngũ không ạ. Ui là vụt kìa. Cũng không là đỉnh luôn. Nhưng mà hết giờ rồi. Ôi trời ơi. Hết giờ vẫn thua anh em ạ. Mà trâu thế nhờ. Có kèm cái 6 đỏ với cả con chú quỷ. Trâu thật đấy. Ủa đẩy tôi 15 máu nào này ạ. Sẽ sắp đi rồi. Ôi sắp đi xả hết tiền thôi anh em. Sắp đi nơi rồi này. Chưa thấy gì luôn. Đi Factor lên 3 sao thì có gánh nữa không nhỉ. Ok. Rồi thay con này ra. Bây giờ chúng ta có một cái lượng đam đến từ con bom. Có thể là nó sẽ đỡ hơn một chút so với vừa nãy. Đánh con đỏ vẫn là ok luôn anh em ạ. Đây 6 đỏ đấy. Rồi. Khỏe đấy, cũng khỏe đấy. 6 đỏ Metalist anh em ạ. Anh em thấy ổn không? Ổn đấy chứ. Khỏe đấy. Nhưng mà gặp thằng 6 đỏ nó có cái nhẫn anh em ạ. Nó có cái nhẫn hồi máu mới. Nó cản 120 đam. Khỏe lắm. Cái bóng đấy hơi lỗi. Cản tận 120 đam cho mỗi lần đánh á. Thề. Nhiều con tướng nó còn không được 120 đam vì hóa ra thành âm. Càng bắn vào lại càng hồi máu đúng không? Với kịch bản là khi mà đối thủ bị đánh càng nhiều vào thì càng hồi máu lên. Kiểu mấy cái con Hunter ấy. Mấy con Hunter bắn vào thì làm gì mà xuyên được 120 đam đúng không? Đấy còn chưa tính cái trừ giáp nữa. Đối thủ mà giáp to mà trừ hết đam đi xong rồi lại còn bị block 120 đam nữa thì thôi, xác định là không mất máu. Trận này còn chắc là tôi nghĩ là còn khoảng 3 round, 1 đến 3 round để solo thôi chứ không nhiều đâu. Bây giờ có thể là đổi thêm đồ cam, đổi thêm sorry anh em, không phải đổi đồ cam mà đổi sang đồ xanh dương để chúng ta có thêm đồ cam. Đấy, hai con tướng cầm đồ cam. Không biết là có kết liễu rồi không. Nhưng mà có một cái này mà tôi quên mất, tôi chưa nói với anh em. Đấy là anh em để ý cái nhẫn ấy. Cái nhẫn mới nó có cái khả năng khiêu khích anh em ạ. Tức là những cái con mà đứng gần nó là nó không đánh được, nó không bắn trưởng được. Nó chỉ có đánh tay vào người đối thủ thôi. Bây giờ mấy con mết coi như là phế luôn. Nhất là những cái con mết mà đứng ở hàng đầu ấy, như là con Thunder ấy. Con Thunder mà đứng ở vị trí hàng đầu mà gặp cái con bất cứ con nào. Nhưng mà tôi ví dụ như con Doom chẳng hạn. Nó đứng ở vị trí con Thunder và nó có cái nhẫn thì gần như là con Thunder nó sẽ đánh cái con Doom đấy thôi. Chứ nó không bắn trưởng được. Đấy. Khá là phế luôn. Thật sự khá phế. Và cái AOE của cái món đồ đấy nó rất là to. Anh em ạ, nó tận 2 ô cơ.
khiêu khích hai ô rất khó chịu luôn, không khác gì con phượng hoàng lửa. Nhưng mà nó là khiêu khích liên tục, chứ nó không phải khiêu khích như phượng hoàng là hết skill rồi thôi. Con này là cứ cầm cái nhẫn là nó sẽ khiêu khích đến chết. Một là nó chết, hai là đối thủ chết thôi. Ác thật. Ăn nổi không nhỉ? Trông khó ấy. Chú quỷ 2 sao không dễ đâu. Biến đẹp rồi ăn. Biến đẹp, cứ biến đẹp rồi ăn. Rồi, tao này có thể ăn nhá. Ui, không, 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 không. Ui, trông thế. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ăn nổi không? Hỏng rồi anh em ơi. Ây da, sao tự chết kìa. Chết luôn á. Một chém chết luôn á. Là có thật. À, tôi biết rồi anh em ạ. À. Nó có cái khiêu khích, cái nhẫn khiêu khích. Đấy, ô thật chứ, tôi đi rồi. Ơ à, cái nhẫn khiêu khích. Mẹ ơi, nó có toàn đồ thủ. Làm cho cái con tướng của tôi là không bắn trưởng được nên mới thua anh em ạ. À. Vãi cứ thề. Nhưng mà thôi, thua thì cũng đúng rồi. Tôi nghĩ là cũng không có đam kết liễu được cái con chú quỷ ở đâu. Nhưng mà nó có một cái hay đấy là chính là cái nhẫn ấy. Cái nhẫn của nó khiến cho chúng ta không phải tung được trưởng anh em ạ. Rồi, vậy là cái qua cái tình huống vừa rồi ấy, chúng ta có thể cùng nhau kết luận là cái bộ Saman nó bị counter bởi cái nhẫn đấy anh em ạ. Khi mà chúng ta cho bất cứ một con tướng nào đứng ở trên hàng đầu, cụ thể là như con tăng cơ ấy, là những con Saman khi mà nó đứng ở trong phòng phạm vi 2 ô xung quanh cái nhẫn là nó không hóa được. Bởi vì nó mất công nó đánh vào người cái con tướng nó bị khiêu khích rồi. Nó có đâu mà hóa nữa đúng không? Đấy, ồ, để được đấy. Thế chứng tỏ là cái bộ Saman không phải là cái bộ vô đối đâu anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái những cái clip mà được test trước khi update anh em nhá. Tạm thời xem. Nhưng mà nó sẽ khiến cho các anh em có những cái kiến thức mới về trong cái meta này. Đấy, về cái bộ Saman. Và tiếp sau cái video ngày hôm nay thì tôi vẫn sẽ còn tiếp tục cập nhật tiếp những cái mới của cái bộ update này nhá anh em nhá. Đấy, sẽ có những cái video mới, những cái nhận xét mới, những cái bộ mới để anh em có thể là tham khảo và tìm ra được cái hướng đi cho riêng mình. Thế nhá, hẹn gặp lại anh em vào những cái video clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem video clip rất là nhiều. Bye bye.